Xin chào các bạn, thì ở phần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách cài đặt phần mềm Snap 7. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ download phần mềm ở trong web atadong.com. Chúng ta sẽ vào mục Software PC. Đấy, ví dụ ở đây chúng ta sẽ có phần mềm Step 7. Hiện tại thì phần mềm mới nhất đó chính là Step 7 5.6 nè ha. Đó, thì phần mềm Step 7 5.6 này thì chúng ta sẽ có hai phiên bản, đó là Cinematic Step 7 5.6 và Professional 2017 SP1. Thì cả hai phiên bản này đều là hỗ trợ Windows 10. Đó. Thì sự khác nhau giữa Step 7 với lại Professional thì đó là cái gì? Thì ở với phiên bản Step 7 á, thì chúng ta sẽ có là một cái chương trình có thể lập trình được PC của Siemens như vậy 300, 400 vân vân. Thì mặc định Step 7 nó bao gồm các ngôn ngữ lập trình như là Ladder này, ở đây bạn ghi rõ là ngôn ngữ lập trình Ladder, Function Block hoặc là STL. Đó, là nó đã có ba ngôn ngữ này rồi. Thì cái phiên bản Step 7 Professional này thì nó cũng chính là Step 7 V5.6 này. Ngoài ra nó có thêm những cái gói phần mềm, những cái option khác, đó là chúng ta sẽ có thêm như là ngôn ngữ Grab nè, là ngôn ngữ SQL. SQL là một cái ngôn ngữ cấp cao, nó giống như là Pascal gì đó, là nói chung là chúng ta sẽ lập trình dễ dàng hơn đó. Và ở đây cái bản Professional này nó cũng có luôn là phần mềm BCSim đó. Vậy cái Step 7 Professional này nó giống như là Step 7 V5.6 cộng thêm những cái option này, thì chúng ta sẽ có bản Step 7 Professional. Thì các bạn cũng có thể cài Step 7 V5.6 rồi các bạn cài những cái gói cài đặt này riêng thì nó cũng được, hoặc là chúng ta cài một lần luôn là Step 7 Professional này luôn đó. Thì nó khác nhau ở phần này, mục đích cho mình nghĩ là những cái license gì đấy, thì nó nếu mà các bạn khi mà mua trọn gói thì nó sẽ rẻ hơn là chúng ta mua những cái phần mềm lẻ rồi cài rồi những cái license của những cái bản quyền của những cái với phần mềm cài đặt thêm nó. Còn những cái bạn nào mà sử dụng cái phiên bản chỉ cần ba ngôn ngữ này là đủ thì chúng ta sẽ cần phiên bản Step 7 này là được rồi đó. Thì ở đây thì chúng ta cho chúng ta dùng rắc cho nên là chúng ta sẽ cài luôn phiên bản cao cấp nhất là Step 7 Professional đó. Thì ở đây các bạn có thể dễ dàng cài đặt tải về hai phiên bản này, một trong hai phiên bản là được rồi. Sau khi chúng ta tải về xong thì chúng ta sẽ có một cái file ra như thế này nha. Dung lượng cũng chỉ là cỡ 2 GB 6 thôi, cũng không có nặng lắm đâu đó. Thì tất cả các file trên trang web atadong.com ấy, nó sẽ có bắt buộc mặc định, đó chính là atadong.com. Rồi ok, bây giờ mình sẽ dây nén ra ha. Rồi bắt buộc là atadong.com nè, các bạn có thể nhấn sửa bắt buộc để xem cho rõ. Đây và rồi con ok. Rồi chúng ta đợi một chút để phần mềm giải nén ra.
Rồi ok, sau khi chúng ta giải nén ra, chúng ta sẽ có một cái folder cài đặt. Mình nhấp nút vào. Rồi chúng ta sẽ chạy file setup.exe nè để tiến hành cài đặt nè. Nhấn nút vào file setup. Ok, chọn run. Đó là trình cài đặt bắt đầu chạy lên. Rồi ngôn ngữ mặc định để là tiếng Anh. Nhấn nét. Rồi nhấn nét luôn. Rồi ở bước này thì trình cài đặt nó sẽ đọc cái thông tin của hệ thống và xem thử có tương thích hay không. Đó. Rồi ok, chúng ta nhấn hai accept đồng ý với cái điều kiện của Siemens ha. Tiếp tục. Rồi, đó thì ở đây các bạn có thấy thì vì chúng ta như nãy mình nói phiên bản professional này thứ nhất là nó bao gồm Step 7 V5.6 nè, nó có thêm cái là ngôn ngữ Grab, SCL, BC SIM rồi các bạn thấy không? Đó. Rồi cái Block Privacy nghĩa là coi như là cái option để mà khóa hoặc là mở khóa, nói chung là mã hóa cái độ chương trình của chúng ta đó. Ví dụ như các bạn không thích cài đặt ráp thì chúng ta có thể hủy cũng được, hoặc không thì chúng ta cứ để mặc định đó. Rồi cái phần automation license này giúp bắt buộc chúng ta phải có ha, tại vì nó có cái bản quyền trong đó. Rồi ở đây ok luôn cái bộ config này. Ok rồi chúng ta ở đây mình sẽ giữ nguyên hết tất cả cái option này, cài đầy đủ luôn ấy. Rồi chúng ta sẽ nhấn nét. Rồi nhấn I accept. Nhấn nét. Đó, thì đây chúng ta sẽ có đây nó ước tính là cái dung lượng mà chúng ta cần cài. Các bạn thấy là những cái option này nó rất là nhẹ cho nên chúng ta sẽ giữ nguyên luôn, cái cài luôn nó cũng không sao cả. Thì anh lúc nãy mình cũng quên nhắc là các bạn sẽ cần các yếu tố chính như sau, bắt buộc phải có đó là ba thứ. Thứ nhất là Step 7 V5.6 và chúng ta bắt buộc phải cài nè để chúng ta có thể lập trình được hệ thống nha. Và cái thứ hai á, chúng ta phải cài là automation, là nó sẽ kiểm tra cái bản quyền của cái chương trình của chúng ta. Và cái thứ ba là chúng ta sẽ cài BC SIM, là nếu các bạn có thiết bị rồi thì chúng ta có thể không cần cũng được, nhưng mà nếu các bạn không có thiết bị mà chúng ta cần mô phỏng á, thì chúng ta bắt buộc phải cài BC SIM mà lên để sau khi lập trình chúng ta có thể mô phỏng và chạy. Đó thì là ba cái mục mà bắt buộc các bạn sẽ có, còn những mục khác thì có thể cài cũng được hoặc không cài cũng không sao. Rồi ok, nó nhấn install thì ở đây nó dự kiến thời gian là cỡ 1 tiếng đồng hồ, cũng khá dài. Rồi ok, mình nhấn nút cài đặt. Rồi việc còn lại chúng ta chỉ ngồi chờ thôi, chờ cho đến khi nào nó cài xong hết rồi là có thể rắc và tiến hành sử dụng được rồi.
để bước cho đặt ta 7 cửa sổ hiện lên thì chúng ta chỉ cần nhấn nét thôi. Ok, tiếp tục nhấn nét. Đó, các bạn giữ ghi mục đích. Rồi cái phần này thì chúng ta có thể cài hết tất cả, hoặc các bạn có thể nhấn custom để chúng ta chọn cái thành phần để cài đặt. Đó, thì các bạn nên để mặc định là để Tabico. Hoặc các bạn nếu chọn custom nè thì ở cái bước tiếp theo thì đây, ví dụ như cái ngôn ngữ này mình có thể bỏ bớt đi. Đó, các bạn thấy không? Thì ở đây thì chúng ta sẽ có được những cái lựa chọn để chúng ta có thể tắt mở cho nhẹ bớt. Thì những lựa chọn này nó cũng không có gì nhiều. Đó, chứ là ví dụ ở đây nè, chúng ta sẽ có là này, cái chương trình thì bắt buộc phải cài rồi đúng không? Rồi ra thì chúng ta có những cái ví dụ, những cái example. Đấy, ví dụ chúng ta dùng BD nè, ví dụ của AFC là ngôn ngữ kiểu rap đó. Đó, AFC rồi, nói chung là những cái chương trình mà Siemens nó đã lập trình sẵn là ví dụ cho chúng ta, hoặc là những tài liệu. Đó thì các bạn cũng để mặc định như vậy là chúng ta sẽ nhấn nét thôi. Cho nên lúc nãy thì chúng ta chỉ cần để Tabico là chúng ta có thể nét được rồi ha. Ví dụ tại ở đây mình để custom để chúng ta thấy được những cái thành phần để các bạn có thể lựa chọn đó. Rồi ok, chúng ta nhấn nét tiếp tục. Rồi nhấn install để tiến hành cài đặt. Rồi từ từ như vậy chúng ta tiếp tục chờ thôi. Cái memory card ở đây thì cái thị nhớ của PC á. À, ok, ra cái nhấn ok.
Rồi sau khi cài xong thì ở đây chúng ta sẽ có cái bước là nó sự kiểm tra cái license của chúng ta. Thì đối với các bạn có license thì chúng ta sẽ mới thực hiện cái bước này để đồng bộ cái bản quyền đó. Còn mình thì lát nữa mình sẽ rắc, cho nên là ở đây chúng ta sẽ chọn skip, người ta bỏ qua cái check license này à. Rồi ok, vậy là chúng ta sẽ cài đặt xong, nhấn phím mute là máy tính nó sẽ tự động khởi động lại. Rồi ok, nên mình tắt cái này. Rồi chúng ta sẽ nhấn phím mute để khởi động lại máy tính. Rồi thì ở đây thì chúng ta đã cài đặt xong, tuy nhiên thì chúng ta chưa có cái bản quyền, mà bây giờ chúng ta sẽ tiến hành rắc cho thiết bị ha. Thì tương tự như vậy thì cái chương trình rắc IKB mình có upload tại trang web atom.com ấy, thì các bạn lên cho đó và tải về. Đây là chương trình mới nhất của chúng ta ha. Và các bạn lưu ý là trước khi chạy cái này giải nén thì các bạn phải tắt cái những cái chương trình diệt virus đi, tại vì cái chương trình IKB này, chương trình mà để rắc cái phần mềm nó sẽ can thiệp vào cái chương trình step 7 của chúng ta, cho nên những chương trình diệt virus nó sẽ hiểu nhầm đây là cái chương trình virus ha, cho nên các bạn cần phải tắt nó đi trước khi mà chúng ta rắc. Rồi sau đó các bạn sẽ chụp phải luôn cái file sim IKB nè, chúng ta chọn chạy ở quyền admin nha, run administrator. Rồi ok xong, ở ngay cái bước đầu tiên là nó sẽ tự động nhảy vào cái mục require key và nó cho biết là những cái chương trình nào để cài đặt trong máy tính và nó đang cần rắc. Thì ở đây mặc định nó đang có là Step 7 V5.6 hoặc là Professional nè và PC Sim đó, thì chúng ta chọn nhấn ở đây, chọn chọn đây để chọn hết tất cả luôn. Rồi nhấn cái nút này, không sao cả, rồi em sẽ nhấn lại. Rồi ok, sau đó nhấn install long ha, nhấn đây. Rồi ok,